Thưa quý vị và các bạn, dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ trời rét và phổ biến ít mưa, có chăng cũng chỉ là những cơn mưa nhỏ ở một vài nơi với lượng không đáng kể. Về đêm và sáng sớm trời nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, khu vực vùng núi cao mật độ sương mù dày hơn. Nhiệt độ về đêm và sáng phổ biến ở mức từ 14 đến 17 độ. Những nơi có địa hình núi cao như Đồng Văn, Hà Giang, Sapa, Lào Cai, Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, nhiệt độ chỉ từ 8 đến 11 độ, trời rét buốt. Ngày mai lượng mây bao phủ giảm dần, trưa chiều đôi lúc hửng nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng từ 20 đến 23 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ. Với các tỉnh duyên hải miền Trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông thổi vào địa hình đón gió của dải Trường Sơn, nên trừ hai tỉnh là Thanh Hóa và Nghệ An trời ít mưa, còn lại các nơi khác đều có mưa. Trong đó, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Do mưa kéo dài nhiều ngày nên nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất vẫn rất cao, có thể xảy ra bất kể lúc nào, nên người dân ở khu vực này cần tiếp tục lưu ý để phòng tránh. Về nền nhiệt độ ở khu vực Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét với nhiệt độ cao nhất từ 20 cho đến 23 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi dao động trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận do ngày có nắng gián đoạn nên nhiệt độ trong ngày khoảng từ 27 đến 30 độ. Lui xuống vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ, mưa có xu hướng giảm, chỉ còn xuất hiện rải rác vào cuối ngày với lượng mưa không lớn. Tuy nhiên cục bộ vẫn có mưa dông mạnh, trong cơn dông có thể xảy ra lốc sét và gió giật. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở Tây Nguyên phổ biến ở mức từ 18 đến 21 độ, khu vực Nam Bộ là từ 22 đến 25 độ. Ngày mai cả hai khu vực trời đều có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên phổ biến ở mức từ 26 đến 29 độ và ở Nam Bộ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa của Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét biển động. Còn ở khu vực Nam Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, ở khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm và nguy cơ về lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông vẫn tiềm ẩn.